Với nhiều thành tựu trong việc thúc đẩy và đảm bảo thực thi quyền con người, Việt Nam đã vinh dự được các nước ASEAN đồng thuận đề cử là ứng cử viên duy nhất của khối ASEAN ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khóa 2023-2025. Với mong muốn đóng góp nhiều hơn và hiệu quả hơn nữa vào các nỗ lực chung của thế giới nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, Việt Nam đã ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Năm 2013, Việt Nam đã lần đầu tiên trúng cử với số phiếu cao nhất trong số các nước thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Trong 3 năm tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực và đã để lại những dấu ấn rõ nét. Trong 3 năm làm thành viên Hội đồng Nhân quyền thì chúng ta tham gia một cách toàn diện, đầy đủ và có chất lượng vào các chương trình hoạt động của Hội đồng Nhân quyền. Cái nghị quyết mà Việt Nam là tác giả liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu và quyền của nhóm yếu thế thì được Hội đồng Nhân quyền thông qua bằng đồng thuận và được trên 100 nước tham gia đồng bảo trợ. Việc Việt Nam lần thứ hai tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã khẳng định cộng đồng quốc tế đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam đã mang lại nhiều tiến bộ đáng kể trong thúc đẩy quyền con người cả về chính sách và thực tiễn. Những kết quả mà Việt Nam đạt được trong phát triển toàn diện con người gần đây là rất đáng tự hào. Tượng là Việt Nam, một quốc gia có thu nhập trung bình thấp nhưng lại đạt kết quả cao trong xếp hạng chỉ số phát triển con người trên thế giới.